Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Cày Zombie ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đi đi boss thần điện Tây Ương để lấy cái bộ đồ thần điện Tây Ương này nè anh em. À, thì để đi được cái set đi được thần điện Tây Ương thì anh em cần cho mình một cái set diêm dương. Đây, set diêm dương là set của mình đang mang đây ha. À, anh em cần cho mình một cái vũ khí đó là một cái cung điện và một cái cung cung băng. Khác cái này thì anh em xài e trên nào cũng được ha, không cần thiết phải e trên cũng được. Không sao hết. À, còn cái còn lại thì anh em à, cầm thêm cái tăng đam cho mình Rồi bây giờ mình sẽ đi post uh, uh, thần điện tại ương cho anh em coi nha Đây đi post thần điện tay ương cho anh em coi à, Để lấy được cái cùng uh, để, để để có được set diêm dương này thì anh em uh, nhắn tin cho mình ha Mình để số điện thoại zalo phía bên dưới mô tả hoặc là nhắn tin qua dưới comment á à, Thì mình sẽ bán cho anh em ha Hiện tại mình có bán set uh, diêm dương Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đánh cho anh em coi nha Đây anh em coi nha đó khi mà nó đánh bên trái thì mình qua bên phải khi mà nó đánh bên phải mình qua bên trái xong rồi mình nhảy mới vô mình bắn cho mình hồi máu trước cái đã đó đó là khúc đầu ha rồi giờ khúc sau thì anh em cứ cứ đứng bắn thôi cứ đứng bắn thôi không có sao hết đấy nó chạy qua thì mình chạy lại nó chạy lại thì mình chạy qua đừng có sợ nó nha anh em cũng khá là đơn giản thôi không gì chừng nào nó đổi chiêu đó nó đổi thì mình ngưng cái à, nếu mà nó không đổi chúng cái hệ với mình đang bắn ví dụ như mình đang bắn màu vàng ha hệ điện mà nó đổi thành hệ băng thì thôi kệ mẹ nó cứ đứng bắn luôn còn ví dụ mình đang bắn hệ băng mà nó 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 không 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 cùng hệ cứ đứng bắn luôn nhưng mà mình phải ngừng lại để mình coi nó thuộc hệ gì chứ nếu mà mình không ngừng lại á, mà nó nó đổi cùng hệ với mình á mà mình còn đánh nó là nó chém ấy nha nó chém nó chém hai ba cái là chết á rất là đau luôn đó thấy không nó chém nè đó anh em thấy ghê chưa đấy đây là do anh em chém cùng bắn cùng hệ với nó thì là nó chém anh em liền Rồi nó đổi này. Đó nó đổi thì anh em đổi lại vũ khí vàng thôi. Chỉ có sử dụng vũ khí vàng thôi nó đổi nó đổi màu khác thì anh em đổi khác. Ôi. <laughs> Cái này là tại mình sơ xuất anh em. Đây, là sơ xuất thôi. Chứ sự đánh đánh lợi thôi chứ không có gì. Rồi. Đấy. Không, rất là đơn giản ha. Đấy nó qua bên trái thì mình qua bên phải. Nó qua bên phải thì mình qua bên trái, rất là dễ luôn đó mấy cái này chém của nó thì mình cứ đứng yên ha mình cứ đứng yên đấy đấy này thấy không rất là đơn giản luôn giờ mình xả đam cho người nó đấy nếu mà nó, nó nó chơi màu vàng vậy thì thôi mình chơi không được ha nó chơi màu vàng rồi mà mình chơi không lại hồi trước mình cũng chỉ có cái cây cung này thôi anh em mình cũng chỉ có cái cung này thôi phải tự đi thôi anh em chứ không có nhờ người ta giúp đỡ được Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Các bạn nên kéo nó ra bên ngoài á, đừng cho nó đứng ở vị trí cuối. Rất là khó đi né chiêu. Rồi, còn 6 thôi, còn 5 thôi. Rất là đơn giản luôn ha. Đấy các bạn thấy không? Mình đánh rất là nhẹ nhàng luôn. xong thấy không đơn giản anh em mở luôn <laughs> không có gì hết rồi ok ha thì cái set diêm dương này hiện tại anh đang bán anh em nào mà muốn mua thì nhắn tin cho mình ha chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại bye bye